người nhập vào định này thấy được nhân duyên còn đại chúng những người khác đều không thấy được ngoại trừ chỉ có người trụ tam muội này như lai thị hiện cảnh giới chư phật không thể nghĩ bàn cũng lại như thế bồ tát đều thấy còn thanh văn chẳng thấy được ví như có người dùng thuốc ẩn thân thoa lên mắt mình ở trong chúng hội tới lui ngồi đứng không ai thấy được mà người đó thấy hết mọi việc trong chúng hội nên biết như lai cũng lạ như thế. Vượt khỏi thế gian, thấy khắp thế gian, chẳng phải các vị thanh văn có thể thấy được, chỉ trừ các đại Bồ Tát xu hướng cảnh nhất thiết trí. Như khi con người sinh ra thì có hai thiên thần luôn đi theo, một tên là đồng xanh, hai tên là đồng danh. Hai vị thiên thần này thường thấy người, mà người chẳng thấy thiên thần, nên biết như lai cũng lại như thế. Ở trong đại hội các Bồ Tát hiện đại thần thông các đại thanh văn đều không thấy được ví như tỳ kheo được tâm tự tại nhập diệt tận định sáu căn tạo nghiệp thảy đều không hành tất cả lời nói bất tri bất giác vì định lực chi trì nên không nhập niết bàn tất cả thanh văn cũng lạ như thế tuy cũng ở trong rừng thệ đa đầy đủ sáu căn mà chẳng biết chẳng thấy chẳng hiểu chẳng vào được tự tại của như lai chúng hội bồ tát làm các sự việc tại sao vậy vì cảnh giới như lai thâm sâu rộng lớn khó thấy khó biết khó dò khó lường vượt khỏi các thế gian không thể nghĩ bàn không ai có thể phá hoại được chẳng phải cảnh giới của tất cả hàng nhị thừa cho nên thần lực tự tại của như lai Bồ Tát chúng hội và rừng thệ đa khắp cùng tất cả thế giới thanh tịnh. Những việc như vậy, các đại thanh văn đều không thấy được, vì họ chẳng phải là pháp khí. Bấy giờ, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh, nương thần lực của Đức Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng, các ông nên quan sát phật đạo không nghĩ bàn nơi rừng thạ đa này thị hiện sức thần thông oai thần lực thiện thạ thị hiện vô lượng số tất cả các thế gian mê hoặc không biết được diệu pháp của pháp vương vô lượng khó nghĩ bàn thị hiện các thần thông thế gian không dò được vì rõ pháp vô tướng cho nên gọi là Phật, đầy đủ tướng trang nghiêm, khen ngợi không hết được. Nay ở trong rừng này, thị hiện đại thần lực, thâm sâu không bờ mé, lời lẽ không nói được. Ông quán đại oai đức, vô lượng chúng Bồ Tát, mười phương các cõi nước, đi đến gặp Thế Tôn, sở nguyện đều đầy đủ. Sở hành không chướng ngại, tất cả các thế gian không ai dò lường được tất cả các duyên giác và đại thanh văn đó thầy đều không biết được cảnh giới bồ tát tu bồ tát đại trí huệ các địa đều rốt giáo lập tràng cao dũng mãnh khó phá khó lay động các bậc đại danh sưng vô lượng sức tam muội thị hiện các thần biến pháp giới đều đầy dẫy